Rồi sáng hôm nay em có lên clip hai con F1 tơ nha anh chị. Đó tầm 10 12 tháng tuổi đó anh chị ơi, con 12 13 gì đó. Đó thì con đen và một con sơ Mỹ anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích hai con bò này cứ liên hệ em. Đó thì bò này tướng hình thì bao ăn uống, bao đẹp, bao chân cẳng. Đó, nay vú đó anh chị ơi. Quá trời cái nay vú không. Bò này bao sữa nha anh chị. Đó thì hai con bò này bao đẹp, bao ăn uống nha anh chị. Giá cả cũng phải chăng luôn. Đó. Thì anh chị gần xa thích hai con bò này cứ liên hệ em, giá là 36 triệu 500 giá bán tại chuồng nha anh chị. Đó, bò này đẹp với chuẩn mẫu F1 để mình nuôi ghép lấy sữa nha anh chị. Đó, cây đuôi to là anh chơi bốn chú đều. Chân móng hoàn thiện, đó, quá trời cái này sữa không? Đó. Bò này tướng hình đòn dài lắm nha anh chị. Nó đúng kiểu đúng mẫu anh chị ơi, đúng có đúng luôn. Chân móng hoàn thiện, mặt đẹp. Hai bò này em bao đẹp cho anh chị nha. Giá cũng cực kỳ yêu thương luôn, 36 triệu 500 giá bán tại chuồng nha anh chị. Giá cả em đã thương lượng với chú nhà là hợp lý cho anh chị về nuôi có lại nhận nha. Đó, quá trời có đúng không? Đòn dài đầu chuỗi nha anh chị. Đó. Thì anh chị gần xa thích hàng bò này cứ liên hệ em. Đó, bò này ở thành phố Tân An nha anh chị. Đó, hay sữa đó anh chị ơi. Đó, bốn chú đều, đồng da bóng giòn luôn anh chị, quá to. Thì hai con bò này con một hơn tuổi, con cả tuổi 10 tuổi nha anh chị. Đó thì cứng bò anh chị ơi. Đó thì anh chị thích hai con bò F1 sữa này cứ liên hệ em. Đó. Rồi. Thì anh chị gần xa có muốn đăng bán trâu bò dê cứ liên hệ em, đem theo tới ghi hình và đăng bán giùm anh chị. Giá cả thì phải chăng em sẽ đăng bán giùm anh chị, bán em vẫn mua.